Chú anh chị ơi, cấp báo rất là gấp lắm luôn rồi. Không thể nào mà không thể thông báo được cho chú anh chị mình trong video ngày hôm nay được. Rất là nóng hổi luôn. Là coi như là theo thông tin mà cũng như là điệp viên, cũng như là những cái người bà con hàng xóm ông 9 bà 8 ở quanh khu vực, ở dưới Cần Đức, Long An, chỗ nhà của anh Nhật, của chú anh chị, là thông báo liền luôn, là nói rằng là từ khi mà chị Thắm U40 đến nhà thì dẫn về nhà xong là xảy ra nhiều cái sự gọi là phản ứng của bên phía gia đình, rồi anh Nhật ảnh đi đâu mất tiêu luôn, rồi từ tối cũng như là đến hiện tại bây giờ là coi như là gần sáng rồi, tới xế trưa luôn rồi đó, nhưng mà vẫn chưa có thấy được tâm hơi của anh Nhật đang ở đâu. Thì bây giờ anh em cũng đang cố gắng tìm kiếm coi anh Nhật đang xảy ra cái chuyện gì hay không nữa, mình cũng chưa biết nữa cô chú anh chị à. Thông video này nó thực sự là rất là gây cấn và hồi hộp, phải là như là đi lăn lơi bò lết để coi như là mình dùng cái mối quan hệ của mình để tìm anh Nhật, xem thử coi là anh Nhật đang ở nơi đâu, bây giờ có chịu hoặc là có như thế nào chăng nữa thì cũng phải gặp mặt và nói chuyện cho nó rõ ràng, chứ không thể nào mà mình đi mà mình ẩn trốn, mình lẩn trốn từ hồi tối tới bây giờ được, đúng không cô chú anh chị? Đó, bây giờ cô chú anh chị hãy đồng hành cùng với Hải trong video ngày hôm nay để mình tiếp cận vô nhà, cũng như là mình đi hỏi những cái thông tin, những cái mối quan hệ của Hải từ bữa rày ở dưới này, xem thử coi là những cái người quen của anh Nhật sẽ chia sẻ những gì và có biết được cái nơi mà lẩn trốn của anh Nhật ở nơi đâu hay không. Trước khi vào trong video hồi hộp gây cấn ngày hôm nay thì cô chú anh chị hãy cho Hải xin một lúc like, một lượt subscribe, đăng ký kênh, và nếu được cho Hải một lượt chia sẻ nha. Hải xin mời toàn thể cô chú anh chị mình hướng mắt vào màn hình, dõi theo cái bước chân của Hải ngày hôm nay. Em thì em cũng nói là coi như là Nhật nó mới trốn trong đây, nó ra đây hả? Không, trong chuồng heo là trốn là từ hôm qua tới giờ luôn, không biết trốn ở đâu ra luôn. Chắc là chuồng heo. Đây chuồng heo đây nữa. Đây là chuồng heo nè. Hôm qua em trốn chuồng heo đúng không? Không, con heo này chú anh chị à. Đâu có trốn đâu. Đâu có trốn đâu. Trốn rõ ràng này. Trốn. Đó. Ăn lừa ai tôi. Hồi qua là em từ chiều là coi như không thấy mất tin mất dạng đâu hết trơn rồi. Chị đâu mất tiêu ạ? Đi chợ lưới. Chợ lưới hả? Mà chợ lưới gì đâu mà sáng mấy ngày hôm trước không chợ lưới mà hôm qua đi chợ lưới. Đi ngay điện chợ lưới đột xuất ngủ thiệt ngủ. Tự nhiên canh đúng ngày ghê luôn á. Đúng thời điểm thiệt chứ. Đúng thời điểm luôn. Mà hỏi thiệt nè. Sao bữa coi như là hăng máu lắm mà sao coi như kêu là coi như lên đi. Còn thách thức người ta kêu là coi như chị đi lên đi. Em đây em đang ở nhà em chờ nè, xong bữa nay lên coi như ôm được con bị bỏ đốt. Nói chuyện cho nó đồ hoàng nay em ngày gì đó. Ngồi xuống luôn đi anh Nhật. Ngồi xuống luôn đi cho thoải mái. Không cho coi hình gì giáo vậy đây là mất máu luôn. Ủa chứ người ta gọi có cho anh coi hình đâu. Người ta nói người ta không xài Zalo. Có anh cũng không có biết à. Anh nói em á là đúng không? Anh cũng không biết luôn. Chứ đừng nói chị em. Đó. Thì bây giờ là cái sự việc nó diễn ra. Cái chị lên là anh thấy giờ anh thấy sao? Anh cảm thấy sao á? Ủa chứ là em đồng ý, em kêu lên thì em nói lên đi có, sao mà hỏi anh được? Anh đâu có biết đâu, đâu có phải biết dạng vậy là không mà hai em chưa biết mặt cơ mà anh thấy mặt ba lần đi thấy mặt ba anh thấy sao? Anh hả? Anh không nhận xét được. Anh thua, anh là không có nhận xét cái vụ đó được. Tại vì thứ nhất là em kêu lên chứ anh cũng đâu có dám kêu lên đâu. Đó là người ta cái xong rồi em nói là cho địa chỉ cho chị nó đi để cho chị nó tự lên đi anh. Em còn nói vậy nữa thì theo cái yêu cầu của em là cho anh cho địa chỉ thì đúng không? Theo cái sự yêu cầu của em thì giờ người ta lên thì người ta lên rồi cái em bỏ trốn đồng đêm luôn. Em bỏ vào anh luôn. Sáng nay em đã biết cái thông tin gì chưa? Sáng nay chưa biết chưa? Là biết chị đang ở đây hay là như thế nào chưa? Em nghe chưa? Lấy về chứ anh Phương đưa bả về. Ủa sao biết hay vậy? Có bởi vì đáng ngủ mà có điệp viên trinh sát của em ở khắp mọi nơi rồi chắc là biết về rồi mới xuất hiện như ta thấy trốn trùng heo ơi rồi trốn ngày hôm qua đóng cửa im thiên ngày hôm qua mấy anh em ở đây coi như là anh Nhật tới nói chuyện có mấy câu rồi đi mất tiêu luôn mà mất tiêu luôn có thấy anh này ở đâu còn kêu còn ra kêu ra nó nhỏ với anh Phi chứ anh Phi ơi cứu em tại vì anh ơi em năn nỉ anh đó cứu em đi anh Phi trời đất ơi nghe thấy mà thảm thương thấy cái lúc mà tao đến là nó rối đầu nó buồn tóc rối mà nó ra nó van xin đó lê bây giờ nè. Bây giờ anh nói nè, lần sau có ai á gọi hay là có kêu là coi như là để mà lên là coi như gặp để mà yêu em á thì em đừng có nên là như vậy nữa. Đây là cái bài học rất lớn cho em, ok chưa? Đó, đồng ý chưa? Không gặp ai nữa giờ, biết lên làm mình nuôi con chắc cu. Thế là giờ bỏ luôn rồi không? Tinh thần không quản loạn rồi.
Vậy là quán lộ đúng không? Cái gì? Tưởng ngon rồi nói hôm bữa ở người ta không nói chung làm. Giờ không dám gặp ai đây đâu nè. Em nói cho anh nghe, cái ngày hôm đó ở tại chuồng heo đây luôn, cũng tại cái chuồng heo này luôn, là em cho nghe cái đoạn ghi âm một xíu đó. Ông Nhật nghe ta nói ngon à. Cái đoạn này còn cũng trong trẻo, không biết còn trẻ lắm mà sao mà lên thấy mặt dầu thấy thế nó. Rồi ví dụ như trẻ thì sao? Đúng hình. Bây giờ là ví dụ như trẻ là yêu luôn đúng không? Hay không có sao? Trẻ là cũng vậy thôi, chỉ gặp mặt thôi. Nói cho kỹ. Vợ con tùm lum tùm la, với bận lum la đâu có được. Lỡ vợ em lên lật ngược lại là em là cũng như là tiêu. Ôi, mình là thằng phản bội. Ừ, đúng vậy. Vậy giờ là... trong sạch cho để cho mình trong sạch một hai năm nữa mới tính tiếp với giờ thôi. Nói chung là giải quyết câu chuyện nhà xong xuôi đi, câu chuyện nhà xong xuôi ổn thỏa, bà bèo lắm phải một năm hai năm còn vậy lớn là, lớn nữa mới được. Phải khẳng định, thẳng thắn quyết định để cô quyết định luôn á. Giờ nói chung là thôi cũng lần đầu như gặp một người một lần ngày rồi, em cũng không gặp nữa đâu. Có gặp hay không gặp, mai mốt mấy anh mà có dẫn lên là em không gặp nữa ha. Không gặp không, cái đây á, trước tiên á là coi như người ta gọi là người ta còn hỏi ý kiến của Nhật thầm ấy, là Nhật có đồng ý không? Nhật đồng ý đúng không? Người ta mới lên chứ Nhật không đồng ý ai dám lên nên làm gì đúng không? Đúng Nhật rồi, đúng rồi. Đúng không? Còn đựng mở, đựng mở lắm, nhưng mà chắc là suy nghĩ rằng là không nghĩ là người ta lên đâu. Đúng rồi, chỉ nghĩ là người ta nhâm con ai dám nhào vô mà lâu nói chơi làm thiệt Nhật mình luôn. Về đâu mình vậy, có người mà hỏi họ lý đến mà cũng có thiệt. Con biết vậy được rồi. Giờ biết vậy là được rồi. Năm con cũng còn được chút chứ. Vẫn còn sức hút đúng không? Đúng vậy đó. Biết vậy được rồi. Vậy là bây giờ là coi như là không dám cho địa chỉ đâu, đừng có kêu anh là anh Phi ơi hay là anh Lực Tàng ơi, anh đẩy rồi mà cho anh địa chỉ cho mấy chị xuống. Chị xuống em trốn luôn, em trốn luôn. Là không được nha. Lần sau là đừng có nên chọc phụ nữ, đừng có thách thức nghe chưa? Đúng rồi. Ờ đồng ý chưa? Đứng đâu mình như tiêu phải không? Nhưng nó chơi đi nó mới hử luôn, không mấy nó chơi gì. Nó thử coi sao không? Vậy đâu lên thiệt. Ủa vậy là em thử hả? Lúc đó em thử hả? Đâu cũng vừa thử cũng vừa thiệt, cũng như con mình coi mình có còn giá trị gì không á, còn giá trị coi như những ánh mắt phụ nữ không? Vậy đâu có thiệt. Nói chung là coi mình còn cái sức hút không đó. Vậy là bây giờ là coi như là mình thấy là không có đùa giỡn được đúng không? Không giỡn được. À, ta mới tới rồi sao? Cái đó là mình không biết yêu thiệt hay không, nhưng mà tiếp xem anh. Nói thẳng đi. Mà. Đúng đó. Đi thiệt thì đi cũng ghê lắm mà. Tự giận giết chết lùm lum la luôn. Cắt cổ cũng ghê lắm. Đó thấy chưa, bây giờ thấy em chưa, em là cũng nói là ở đây là không có trách gì hết, nhưng mà cái đó là thứ nhất là em cũng là coi như là muốn gặp chị, coi như muốn thử đi, rồi bên kia cũng muốn, hai bên cũng muốn, còn kêu là suối anh là coi như là anh ơi cứ cho lên đi coi thử có lên không, còn thử nữa, rồi cuối cùng người ta lên rồi coi như chị quyên một đêm hôm qua. Nói chung là khi mà buổi chiều tới chiều 5 giờ chiều là Nhật biến mất dạng luôn. Tới giờ này mới thấy xuất hiện lại là 9 giờ trưa rồi. Mới thấy gì Nhật xuất hiện trở lại là khi nghe thông tin là sao em xuất hiện vậy? Em có nghe thông tin gì mà em xuất hiện? Thì về giờ bất công đây thấy mặt nó không mẹ dư. Đêm qua là chắc hồi hộp lắm đúng không? Nè, tưởng sợ. Ở lại đây chứ. Không, sợ. Cái khi mà qua bên nhà là đóng cửa luôn rồi đó, là không cho vô rồi đó. Phải không cho vô mà người em đóng cửa ngủ là ai kêu không làm mở. À, anh thấy em cũng nhát gái ha. Nhát gái hả? Gái cũng nhát phết chứ. Không, nếu mà gái đẹp thì chắc cũng không biết nha. Phải không? Không, gái đẹp cũng vậy nữa. Gái đẹp cũng vậy hả? Giờ vợ lên trước mặt cũng không thích nữa. À vợ cũng chung là gái thì gặp nói chuyện người mặt thôi. Nếu mà đến gái đẹp thì anh cũng đâu có để phần cho em đâu mà anh còn thèm chứ không vậy em. Đó là Tàng nói. Lực Tàng nói nha quý vị. Câu này đó là em nghĩ là cái câu này mà nếu mà lên không gái đẹp á cho lên hết. Nói chung là chỉ có mấy người mà sòng sòng gia đình nó sao mà biết chịu em không? Mình lấy đẹp dễ chịu lắm, bầu là thằng năm đứa con. Thẳng luôn á. Mình cũng phải chấp nhận thôi, mình đã năm đứa con rồi mà. Bây giờ anh hỏi thiệt Nhật nè. Khi mà cái chuyện xảy ra coi như chị U40 tới nhà em như vậy đó, em thấy mặt em gặp nhau là em có hối hận không? Hối hận. Sao hối hận? Hứa chi giờ vậy, sợ lên là thất của người ta sao ta buồn. Tối luôn. Tối luôn không biết làm gì. Không ra rối hả? Khi mình lực có cách là ông cứu mà cho chị đừng buồn không? Rồi đây cứu như vậy được chưa? Ok luôn hả? Để có ra kêu anh Vy cứu không? Nhẹ nhõm con người. Mà có ra kêu anh Vy cứu không? Có luôn. Có luôn. Cứu. Cứu. Cứu sao mà bên hai bên vẻ không? Lượng cái bà buồn phiền không? Rồi. Người ta. Rồi hôm qua anh cứu vậy được không? Hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý chưa? À, quá trời hợp lý luôn mà anh với Lực Tài ai đò mà cứu em không hợp lý sao được? Kiếm người khác đi. Nghe chị kể gì ôm tưởng tượng em không nghe thấy. À, ngủ hàng đêm coi như là ôm gối ôm mà tưởng như là ôm Nhật. Đúng rồi. Tao Nhật nghe câu đó Nhật nghĩ sao?
nghe cũng thấy tội nghiệp luôn. À, anh thấy là răng em cũng không có hàm trên, thì chị bảo vậy nữa. Em cũng bị vậy, nhưng mà không biết là khi mà cái cảm giác mà hai người hôn nhau thì nó sẽ như thế nào. Có đủ răng không? Khó nhờ. À, em thấy bên kia thục vô, bên này rồi ra là vừa rồi nó vừa khớp. Hôm nay giỡn nha quý vị khán giả, em bị chửi là tối qua bà thục vô cho em thục da luôn quá. Rồi anh Nhật ơi, anh Nhật. Cái răng này. Đâu sao bữa đây đá, bữa đây đá. Em thấy em nãy em vậy rồi mà thấy bả vậy nữa hôi rồi không tiêu. Thôi rồi tiêu à? Không được rồi. Qua lại thêm thằng trọng xuống xuống. Gặp qua gặp ông nội kia nó mất đi hầm trên luôn. Thấy cô mấy ngày nay gặp gì trời. Nó mình vậy gặp đối thủ dữ thương nữa. Tiêu. Mà anh thả thiệt nè. Em phải trả lời thật lòng nha. Là em có buồn anh hay là tất cả những anh em mà không? Không buồn với vậy, anh thương em Út mà cái máy đờ cho em không? Thật sự máy đờ này cũng như không phải nó giỡn vui quá hẹn rồi. Hết niên hạn sử dụng hả? Máy đờ này là thua không? Như chị đó, bạn chị bệnh gì á nè anh Lực ơi. Phải không? Có không, cái này bạn không có nói nghe. Thì bộ, ông thấy bảo bộ lắm. Thấy sức khỏe của chị cũng yếu rồi. Yếu rồi. Hay là gặp em là tim lúc đó rung. Ngoài rung mà thở à, lúc đó là quý quá đó, có cái người đó. Có gì đó tội chị đó bộ à. Bảo là ba bệnh tim mà ba nói gì ba đứng tim mới chết đó. Thì sao mình mong tội nữa. Đúng rồi, em biết vậy là ok đó, thiệt đó, luôn đó. Thấy tội lắm thiệt, nhưng bây giờ là coi như mình giải quyết vậy là em xui em đều rồi đúng không? Chứ không phải giờ... là em như ta đâu, thấy bả gì trồng vườn cam vườn mít rất là mấy mẫu em không cần thiết, cần thiết là bả có cái tâm để đến mình thì mình thấy tội bả thôi. Chứ không phải là cái tiền nhào đầu vô đâu, thiệt luôn. Không, nhào đầu vô ăn được bao lâu. Sao nhìn qua đây thẳng thì anh coi chứ sao có ghét anh đâu mà coi như là đi lướt lướt coi như qua. Có ghét đâu, đói thì đói đại là ghét thì đói ghét đúng không? Hôm qua anh có nghe một vài cái quý vị khán giả có bình luận là coi như là em nể tụi anh cho nên là em mới như vậy. Có nể không? Nể không? Nể là nó anh lo nể không phải nể là ghét. Nể là nói cái gì phải làm có cái đó là nể đó. Thì anh nói nè, thật sự là không phải là cái câu chuyện này, tụi thật sự ra nếu mà anh mà có thấy hình á mà anh đưa cho em coi á thì chắc chắn là nó sẽ khác. Tại vì đây là bà chị này nói là không có Zalo cho nên là chỉ có xài điện thoại bình thường thôi. Đúng, bà xài điện thoại bình thường thiệt. Thì bà có coi là trên TV, là có coi em hàng ngày trên TV cái điện thoại của bà mà bà không có xài Zalo vì bà nói bị khóa bị khuyết gì đó. Thì anh cũng đã nghi là bị khóa là cái ý đồ gì rồi nhưng mà anh không có dám nói ra. Đúng rồi. Thì khi mà lên á thì anh gặp là coi như anh với anh em chạy tới và coi như cũng không có ngỡ ngàng là đó luôn á. Đơ luôn đúng không bạn? Nhìn thấy mình chị ngang qua rồi chứ không phải gì, chị ngang qua rồi nhưng mà mình đâu có nghĩ là chị Thắm đâu. Cứ tưởng là ai không à. Anh nói thiệt, đó là mình nói thiệt có sao nói vậy thôi. Em cũng nghĩ bà đó là bà uống 40 nữa. Vậy là em nghĩ ưu bao nhiêu? Tưởng là cái cối cu là không à. Mà ưu bao nhiêu nghe. Nhưng mà nói thiệt chứ không phải là nói mà chê người ta chê ba gì. Xem mà nhận xét của em không? Nếu mà là đàn bà mà cỡ như thấy nhìn mặt như chị Thắm á, bèo lắm phải 60. Nói em nói sự thật. Nếu nhìn trời ơi, em thấy chị Hạnh không? Ta cũng 50-60 dễ băng. Bà gấp đâu chị thương chị Hạnh á. Vậy là 120. Vậy 120 gấp đôi là 120 chứ. Không nói thiệt hẳn luôn đó là 60 mấy. Nhưng ơi, nhiều khi á là chị Thắm này á lo là đi làm. Rồi với lại thứ hai nữa là cái nước da của chị ấy ha, không có được trắng mà nước da chị ấy ngâm rồi sao. Nó rồi không biết luôn, em nhận dạng em mà theo cái con người với nước da cử chỉ thôi. Là biết bèo lắm, phụ 260. Anh nhìn kỹ cái khuôn mặt của chị rồi thì anh thấy cũng đang láng mịn lắm. Giá mịn cười thấy con mắt đâu. Bây giờ mình có thể bả không từ đầu đến cuối rồi là chỉ cười không thấy không? Vậy thì bà nhìn thấy Nhật nè. Là coi như là hoàn thành được cái nguyện vọng ước mơ rồi. Còn được hay không thì chưa biết. Không, nói chung là tại vì cái không phải chê ba gì mà mình nhận xét cái điểm con người của chị với phải không? Chị tốt. Nhìn vậy mà chị tâm chị tốt. Đáng lẽ cái gì á? Đáng lẽ là hôm qua phải dắt ra chuồng heo để phỏng vấn mới đúng. Tại vì chính nơi chuồng heo đây em đồng ý thì em phải bự dẫn ra vùng chuồng heo đây mới đúng. Là nói này là cái ngày hôm nay thì quay cái chuồng heo luôn, nó hợp lý. Chị đi rồi đó, nhưng mà chị chưa đi đâu, chị nói là ra ngoài đâu ngoài là mướn đi kiếm việc làm á, đi kiếm cuộc quán phở con ăn gì đó, ở đây nó chưa có về đâu. Còn á, giờ còn ở đây á, có khi là vô thăm em lại nữa.
sáng là anh đưa cho 500 ngàn, nói là mất hết tiền rồi này kia nha, em nghĩ cũng mất đâu. Để nó là bán không bán quy hoàng heo để lên lên gì qua đưa tiền không lấy ta. À, ba đưa tiền chỉ gì xe chị ba đưa không lấy hả? Ừ. Không lấy như sáng này. Nhật đưa thì sao lấy được? Không đưa, đưa mẹ, em đưa mẹ. Không, đưa mẹ nhưng mà anh nói là không có đưa. Tại tụi anh đang ở đây bà. Nói chung là này kia là có, nếu ví dụ như là em có đưa thì tụi anh cũng không có lấy, hoặc là coi như đưa, mà đưa đưa qua cho mẹ thì mẹ đưa cho tụi anh cũng không có nhận được. Tại vì nếu có khả năng tụi anh cũng đủ có thể là lo cho chị đó ở khách sạn được. À, nhưng mà trong vấn đề là anh em định lo vấn đề khách sạn thì anh Phương với chị Hạnh là nghe cái vấn đề đó, cho nên là anh Phương nói thôi để ở vì với chị đi, có gì chị hữu hỷ và chia sẻ như là em mỗi một phần nào đó. Không vậy luôn hả? Chưa báo gì là chưa gì báo gì đừng động cha mẹ chị chứ biết chưa, muốn đi thì cửa gõ cửa lên lại ở mất tất cả thời em chết luôn á. Lúc đó anh về sợ là chưa về sợ chưa nhở sợ chưa nó không dưới cái này tới là cũng coi clip à, nó này nó lên thằng năm con bả lên rồi, năm con nó chơi chán rồi rồi giờ bả mất tích rồi đó, thôi em là giấu xác phi ra đúng rồi. Sợ ông bà má, sợ ông bà dưới quê lên tìm nó. Hết bố nó ăn làm sao mà nó chưa biết sao. Anh chưa biết lời rồi. Biết đâu nè. Chưa. Bây giờ chị Thắm chưa có về. Giờ bỏ ra quanh đây nè. Biết luôn. Mà ở đây ai là mướn? Biết. Không biết thì chị nói vậy đó. Em. Giờ anh lo quá. Bây giờ anh cũng sợ lắm. Giờ, công là giờ nói đi, giờ chị không còn lây, chị đi đâu rồi, nó không còn ở nhà Nhật đâu, đi à, tức là từ giấc chiều về đi, chơi tới tối là đi dội xong ăn ngủ đi đêm nào hết á. Ừ, là khẳng định đi cho nhà ta nhìn thấy á. Khẳng định gì đó là tối qua là đi luôn rồi. Ừ, đi luôn rồi tối qua tới tối giờ qua là nhà anh Phương ngủ, mà, chứ không phải ngủ đây nha. Mà sao em biết, em cũng bỏ trốn không, mà sao biết hay vậy? đi đâu từ sớm bơi luôn thì sao lắm đành dữ vậy. Và trước khi mình lánh mặt đi, chỉ thấy mình chỉ bị về với công tâm trạng chỉ buồn thấy chịu nổi thì nói thẳng đây là hôm qua em không phải em đi kéo lưới mà em muốn né chị đúng không? Đúng rồi, muốn né chị rồi cho chị đừng thấy mặt mình, cho chị ra đi cho nhẹ nhàng xíu. Thì em nói thiệt đi chứ sao em nói là em đi kéo cá. Dạ, không lẽ anh nói không, hồi nãy giờ em nói đang nãy giờ chứ không có nói là cái như hồi tối. Thì bây giờ là em phải khai đi, bây giờ em khai thiệt đi. Nhật à, đừng nói đêm qua là núp ở dưới bụi ruộng nha. Đâu có đâu, đêm qua đây mà. Em mà giấu tụi anh là không có được à. Đêm qua cho đêm qua trong nhà mà lúc mà mua hộp heo là lên trong đây à. À em trốn ở trong nhà luôn, đóng cửa luôn. Ừ, trốn nhà đóng cửa cho coi tivi nè, nó mới nhỏ nè chứ đâu có trốn ở đâu đâu. Quá dữ dằn. Vậy là trốn tới bây giờ luôn. Để bà chỉ thấy mặt mình càng lâu bà thấy nó càng thấm hơn. Nó đi không qua liêm ở đây, trở lại luôn sao? Sợ thấm không? Vậy là bây giờ từ bây giờ trở đi là coi như Nhật như thế nào nè, Nhật nói với cô chú anh chị như thế nào chứ anh nói chung là nói chung là em thấy sự việc qua nay nữa em thấy ngỡ ngàng lắm. Giờ em thiệt em để em nuôi con giờ ai gặp thôi từ chối đi thiệt, không phải là mình trả giá mình là ông cao cả gì cũng năm con rồi mà con còn nhỏ lắm, với chuyện lùm xùm mà mới mẻ đó mà chưa có tính chuyện nữa đâu. Nên giờ 1-2 năm nữa mới sao tự nhiên đến sẽ đến thôi chứ giờ không muốn gặp ai nữa thiệt luôn. Giờ là kiếp chưa, càng gặp nhiều cái tinh thần không ổn định rồi. Bây giờ có còn nói là cái tiếng dễ thương nữa không? Không. Ủa vậy sao bữa lần đó dạ, dễ thương được á hả? Dạ là gặp rồi là tưởng là mình không còn mà giá trị này để cho phụ nữ nó để ý nữa gì đâu, có thiệt thử lần cho coi như nào, nhưng mà ai ngờ là giá trị quá đúng không? Dạ, có thiệt. Giá trị mà gặp Nhật là đòi ôm hung luôn mà. Xin ôm hung rồi. Sao em may cho mày là ngày hôm qua mày chưa ôm hôn nữa, mày chưa ôm hôn với mày ôm hôn là mày bê bạt à, là toàn nước này toàn tội tập luôn á. Đã qua anh kêu nè chỉ ôm hôn em sượng rồi thấy không có được đâu, kỳ lắm. À đâu không là anh thử làm mày coi thử mày sao. Đã qua chị nắm tay em còn sượng đi. Nắm tay hả? Lúc nắm tay sượng không thì không dám nhìn thiệt có nhìn chỉ thiệt thấy thương thiệt mà không phải là thì em không dám nhìn đối diện luôn. Dạ, ấy là lúc đó là em cũng thấy tội quá ha, tội người ta là đường xa xa xôi đúng không? Thiệt chứ không phải cười người ta gì thấy tội lắm. Rồi, bây giờ anh hỏi nè. Anh hỏi cái đây là em chính giờ gặp trực tiếp em nè, để hỏi cho quý vị khán giả biết được nè. Chứ từ khi mà anh đăng cái clip mà lên đó là coi như là anh em của tụi anh là bị đam cũng khá là nặng nè. Về cái vấn đề coi như là nói là tụi anh gắn ghép em với lại người ta. Thì cho anh hỏi trước đây á là khi mà trong cái tình huống chưa xảy ra là em có nghe cái đoạn ghi âm giữa chị đó và đã phát lên là em có nghe chưa? Nghe rồi. Lúc đó là em nghe em như thế nào em kể lại quý vị nghe vậy nói ok. Ok muốn là gặp mặt nói chuyện cũng được bình thường cái gì đó. À. Người ta muốn gặp mình cũng là rất là quý. À. Không? Thương mến mình gặp mặt cũng là gặp mặt mình quý lắm.
là lúc cho đó... lên luôn anh. Ờ à. Ngồi bệnh viện nói gì mà lúc đó em của bệnh viện lên luôn đúng không? Cho lên là bạn nói chuyện chơi có gì đâu bình thường đó là rồi, lúc đó thiệt luôn. À, lúc đó em sao nói thiệt luôn. Thiệt luôn. Vậy là em có nói lúc đó là em là có nói như vậy đúng chưa? Rồi em còn nói câu là nói chuyện dễ thương vậy được ạ. Được à, ngon à. Tiếp cuộc ngon lẩu luôn. Ngon rồi. Là rồi cái cuối cùng là bên đó nghe được, nghe chính cái clip đó anh em đăng tải là khi chị đó nghe được chị đó có điện lên được là cái đồng ý. Nhật là đồng ý là coi như bên mẹ của em là bà nội cũng đồng ý. Đó thì bây giờ là chị xin địa chỉ. Bây giờ xin địa chỉ thì anh hỏi em nói là cho đi anh Vi. Dứt. Ok anh Vi kia là em là chơi luôn. Chơi luôn đúng không? Chơi luôn, qua gặp luôn. Qua gặp luôn. Hết hồn bên dưới luôn. Hết hồn bên dưới luôn phải chưa? Qua không phải vừa bước xe á lù kiểu luôn. Vậy đâu tưởng ai mà tưởng cô mạnh là quân nào vậy chị. Đây chính là chị U40 thằng năm thằng liêm nào mướn em rồi em sững mình luôn, em sững luôn bộ không biết sao rồi chết luôn rồi tiêu rồi thôi rồi hiểu rồi đó như vậy đó em rung rồi đó không biết làm luôn cứ có ca nước hút hoài vậy đó anh gì làm lúc mà tao đang chạy chơi trên đường gọi điện cho anh Lực ơi em kêu dẫn đi mua đồ em đâu dám đi đâu ra ngoài chợ biết em nhiều lắm thiệt đồ của ta vậy em là chết luôn lại lên nó lật ngược lại thôi chưa thấy em qua tình với trai mà giờ anh chưa luôn hút gì anh gì vậy nữa lật ngược chết anh nữa mà bây giờ hỏi nè hôm qua anh biết chứ sao biết anh coi thử em có sao đó là coi như là bây giờ em tội nguyện chưa gặp nhau là tội nguyện rồi chưa tội nguyện rồi phải không như em mà còn có giá okay. Chứ không phải là mất giá vậy là em biết còn có giá được biết là được phải không trị giá là... của mình vẫn còn ok biết thứ nhất là biết giá chị mình vẫn còn thứ hai nữa là chị cũng có đặt cái lòng cảm đó cho mình quá nhiều không thấy tội chị lắm thiệt muốn chị đi về mà không có lòng nào mà nói ra tiếng hôi chị vậy không thấy tại tội lắm thiệt phụ ngước mặt lên nè rồi hôm qua đi như vậy rồi hỏi tàn hỏi là anh Lực tàn với anh YouTube này không có cách nào mà cứu em không mà hỏi ai cho đôi bên đi vui vẻ chứ đừng có buồn phiền mà em hỏi ai nữa đúng em kể coi Lực đây nè cứu em Lực ơi rồi đi không biết làm sao mà giải quyết chuyện này sao đây rồi đi ra quá rối luôn không mà bà đi đâu tưởng ba đây ngủ đêm mà chết luôn à hôm qua đi ra tới đâu rồi kêu anh nói nghe coi kia à đâu kia kêu anh ơi cứu em đúng không chân pha này cho em niệm thiệt rồi anh ơi em niệm rồi, thiệt rồi anh cứu em là đến nước này là ok rồi đó còn okay. Mà chị ở đây hay chị muốn làm trời làm đất thì đêm khuya thanh vắng thì tụi anh không thể cứu em trong lúc đêm được thì em tự cứu lấy em nha nói chung là em là trai 12 bên nước này em tính sao đó em tin chứ đêm ban ngày thì có thể là tụi anh trực chiến ở đây tụi anh có thể cứu em được chứ đêm là em phải tự cứu lấy thân em nha sao tở dài với ấy. Lại nhất cái hai nữa là coi như là giờ chị á vẫn còn ở gần đây không, đó nhất là mẹ kiếm mà. Kiếm hai là với thiệt cái bả với ông hận được á hận hả đúng thấy không bả với ông hận hận hợp á hận hợp nó rành lắm nó ăn bánh nó trả tiền không à nó đi gọi như là gái đẹp không à liên tục nó là năm đến 10 triệu nó đâu có tiếc đâu tại vì mạnh thường quân gửi tiền về cho nó quá trời rồi mà mạnh thường quân gửi cả tỷ mà mạnh thường quân nói là giàu lắm gửi cả tỷ cho nhận đi chơi gái đó nó còn nói là mà nó kia nó còn đi làm tháng mười mấy triệu tháng mười mấy 20 triệu nó không thèm làm em như gặp em như anh ảnh làm giàu luôn tiền gửi ngân hàng cục cục người ta là mấy chai người ta đã nói rồi em hiểu không người ta em làm tháng kiếm tiền 40 triệu bằng thấy mẹ thì là cái đó là cái đó là người ta chỉ thích giúp là những cái người mà coi như là thích là coi như kề dao cổ mẹ đốt nhà đốt cửa vậy thôi đốt chứ còn nó đốt nhà mà đốt luôn đốt nhà nó hay đốt nhà ảnh hay đốt nhà cô nhà mẹ nó rồi bây giờ cái vấn đề mà đêm khuya là nhất là cái giai đoạn anh đang sợ nhất đây này nhà toilet thì chưa có xây mà em thì tắm tin nữa ban đêm mà bà ông mai mà bà đi làm sao bà bà ôm em thì cái bà toan chết đẻ nữa hôn em một phát là đẻ chắc luôn đấy chưa xong sao không sao em đơ vậy bà bắt không mà nhìn tướng chị đó em không cảm giác gì đâu sao không cảm giác thấy thụi luôn giác gì nữa rồi bây giờ là không có có bây giờ là không đồng có lại qua mi em đi ra đường người ta có clip người ta có nói em mà nói sao nó chậu vô Nhật ơi mày chở cái bà đó bó, tưởng như hai mẹ con Nhật ơi nghe bụng rụng rúng luôn nó nói người ta lên đây thăm với nó nhỏ chứ đâu có chuyện gì vợ con gì tùm lum đã biết nó nói chậu vô cái bà nó tưởng giống như mẹ mày luôn đó Nhật ơi nghe rụng rúng luôn ôi lại ôi mồ Nam Mô Di Đà Phật rồi anh Tàn anh cũng cười chứ đâu có kéo gì đâu nó nói chị đó, có coi clip này phải không nói chị kiếm người nào mà
như ý chung nhân là vừa hợp theo cái con người phải không, chứ em chứ không hợp đâu. Thiệt luôn, không hợp. Sao mà nói chung là quý vị khán giả làm nhiệm vụ này cười chảy chứ bộ. Ví dụ em, ví dụ mà em ở với chị đó đi, người ta ra ngoài tao nói cũng nghe cũng mệt lắm thiệt, mà không lên nổi luôn á. Rồi coi giống như cười hài luôn á. Hỏi này Nhật ơi, bây giờ chị Nhật có những lời khuyên nào đến với chị Thắm không? Chị nói chị giờ đừng buồn nữa, coi như chị em đi. Ờ lên đây vậy. Em Út rất là quý mến chị phải không? Thôi chị kiếm nào mà thấy những cái chị kiếm người nào mà thấy hợp với thương chị á thì chị thích gì gì đó đi, với em chị chắc có lẽ không hợp đâu. Em dắt muốn gặp mặt nói chuyện chơi thôi, thì em tưởng là em là hết giá trị của phụ nữ rồi đâu, chị cũng có tình để ý em không, cũng rất là mến quý lắm thiệt, chứ phải là nói gì thôi. Em gia đình em còn lộn xộn lắm, với lại em chưa biết tính cái chuyện ở đâu, cũng mợ mèo ít lắm, hơn một năm hai năm nữa con lớn rồi biết tính tiếp bây giờ, chứ không có thể nào tính chuyện đó được. Nói chung vậy, giờ dạy của về em cũng không chở nữa. Chơi hả? Thẳng luôn á, con người vậy là em không nhờ em xài được. Em muốn không em thương là em thương thử dữ dằn luôn á. Ừ. Một khi em buông là không bao giờ em chấp nhận nữa, thì em thẳng luôn. Về em cũng về, em không muốn cho về nữa, thăm con xong đi, đừng ở đây. Bây giờ là con người về thăm cho vậy xíu thôi, mà con năm đứa mà vừa ứ tay ra mà lên xe giọt gì cái dẻo liền, tụi nó lọt lề rồi mà. còn cái gì để nói không, chồng con mà còn có gì không, con bệnh mà vậy mà chồng mình cũng coi như là cái thịt muối ớt thích chấm ăn với hết đổ mẹ rồi xong. Không là kiên quyết lắm rồi, căng lắm rồi, bây giờ là thẳng tưng rồi đó. Thẳng tưng rồi đó, thẳng luôn đó. Dạy muốn nghe thẳng luôn, đừng về đây nữa. Ông con chưa về, con thăm con chút xíu đi, không cho ở đây nữa, thẳng luôn á. Có nhiều người nói là nó không thèm về kìa. Không thèm về tốt. À. Gì đâu mà. Cần. Quá cần. Con em nuôi. Quá trời quá đất luôn. Chị. Giờ là con là mình nuôi. Đúng rồi. Về vợ có chơi về thăm thì cho thăm một tí. Chị, rồi là đi. Nhấn nút enter. Như game over. À, game over. Là nghỉ cuộc chơi luôn. Em cứ bước ra đi. À, anh đây không níu giữ làm chi mà trong lòng thôi nha. Bây giờ mà hỏi thật, trong lòng là Nhật còn thương vợ mình không? Cái này trả lời thật cho anh biết. Không giấu anh. Nói chung á, sống 7 năm nay thương thì cũng vẫn còn thương à. Mà thương giảm hết nữa rồi. Còn 50%. Nhưng mà cái vụ mà tính mà ở đi tiếp tới cuối đời chắc không lẽ không có thể đâu. Thiệt. Rồi em biết như vậy rồi, giờ cũng như là cái đường của em với nó như là chia đôi vậy đó. Nó thì nói em đi đường em. À. Xong. Cha ngoài đường nó gặp nhau chỉ nhìn nhau cười thôi, chứ không là không muốn nói chuyện luôn. Bây giờ là mình quyết định vậy luôn, quyết luôn. Ừ. Là chúng ta là người xa lạ ha. Đúng rồi. Xem như người xa lạ của trường Vũ Cài. Người dân không? Gặp nhau đứng nhìn cười nhìn như vậy đi qua phớt. Nếu mà làm hài á là Nhật đây là có năng khiếu và có khả năng làm hài nha. Gương mặt coi như là làm coi như rất là biểu cảm nha quý vị khán giả. Đó, mới nói nếu mà em nay hình như là mới thấy cầu lâu nè. Lắng ngò luôn. Anh thì anh lo cho em là coi như từng anh em của anh là coi như lo cho em là không có cạo. Nhiều qua nó cạo lâu không cạo. Nè, râu nè. Đó đâu quanh là coi như là con này đó. Đó là đó. Bây giờ nè bà đó, sáng sủa. Không có gái gú trong giai đoạn này nè nha. Anh giải cứu một lần lên chứ lần sau mà kiểu này là sợ rồi, em sợ rồi, trời. Lần sau mà em kêu này, anh ơi cho xuống đi, chơi đi anh, tới đi anh. Này kia nó là anh tự xử đó nha. Cái đó là tự xử đó. Cái đó là không nói là gì đó, không giàu sẽ giá đâu. Chắc luôn. Là có không được không. Lần sau đừng có rựng mở mà khi nghe được cái coi như là tiếng nói dễ thương rồi bắt đầu là coi như được hả? Ngon à, tới luôn. Anh ơi cho địa chỉ đi, chị đi xuống gặp em hốt luôn. Đó là vậy là chết luôn. Mầm mầm nó lớn nghe không mày 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 thiệt chứ. Mình được không? Lên anh, quất luôn. Đắp diễn gì lâu mà lên thiệt. Anh hồn luôn. Hết rồi đúng không? Mà Nhật ơi, hôm bữa đó động lực nào mà nói câu đó vậy Nhật? Lúc đó động cơ nào mà em bữa nè biết rồi, nhưng mà động lực nào mà để nói câu đó mạnh miệng dữ vậy lúc má mình năm đứa gì có người để ý mình ta giữ ta đâu thử coi thử coi chửi luôn anh Huy rồi chị lên gặp bạn nói chuyện chơi chứ có gì đâu à quà chị gặp thiệt. Anh gặp anh cũng bất ngờ dạ, em mà không muốn gặp luôn á, không phải giờ ai gì nữa, phải là như mà mình có giá gì phải không. Mà không, mà cái đó là sự yêu cầu của em đã thành hiện thực đúng chưa? Đúng rồi, thấy giờ dính líu bụi, dính líu cái tùm lum nhớ. Thì ra hôm qua tim em đập lộ có lộn xì gầu em. Qua lo sợ lắm bụi.
À lo sợ tim đập lần sao sợ bả đây mày mất công rồi. Từ từ cái gì cái có phải là từng giây từng phút là tụi anh đi giải quyết từng bước một, không thể nào mà giải quyết một cái là chặt ngang được. Trời đúng ơi, không cái gì đây đang rầu còn chết rồi ra qua ra mày kia mày chọc cái nữa rụng rúng trời ơi Nhật ơi con chở bà nào vậy tụi nó già hơn má mày nữa ôm em sụi luôn đặt xe nổi luôn biết tính sao trời lúc đó là coi như là nhưng mà bà ngủ ở đây nữa không biết người ta nấu như thế nào luôn á. Ôi trời ơi, gái hồng hàm, mày lái mày kiếm máy bay mày dài gì kinh thế, mày chết luôn. Trời ơi, em túi đời luôn á. Thiệt bộ. Thiệt ghê luôn, vậy đó. Thế này cấp cho em cái bằng. Đâu không? Ở đây đó, cái chịu chỉ ra khách sạn đi, mấy con bà liền đi, mấy con tao nhị nhị tao nấu dữ lắm á. Chưa hết tao coi clip không, tao nói vậy rồi đó chưa. Về ngủ đây nữa là thôi. Ủa, rồi, biết nói sao. Tao nói tội nghiệp chỉ á, chứ em không bình thường gì đâu. Tội nghiệp chỉ thấm á. Nó nói như già cả gì kiếm cho trẻ lên thôi nghiệp thôi à, rút kinh nghiệm là rút kinh nghiệm đi ha. Rút kinh nghiệm đi à, qua xin ừ, vậy mà mấy chị em nào hỏi đi em rất mang ơn cảm ơn rất là mến thiệt mà thôi em không chấp không muốn gặp ai nữa đâu trong thời gian này ờ cho 1-2 năm nữa con cái lớn có rảnh rỗi nhà cửa sắp xếp ổn thỏa hết con cái học có lớp này lớp nọ hết đúng không ờ tính chị nói bây giờ không có không tính chị nói nữa đâu. À, giờ là hết rồi đúng không? Cố gắng là qua chị thấm lên là biết mình là mình cũng có giá chút và cũng là mình cũng biết dần vậy thôi mình cũng yêu đời thêm nữa. Nói chung vậy. Ok. Vậy là giờ quyết định là của bạn hơn nữa đúng không? Đúng rồi. Đó, là đẹp rồi đó. Là coi như là nó quậy lắm. Như tôi em đó mình còn giá trị ok mình sống tiếp. Yeah. Mạnh mạnh lên. Yeah. Yeah số 1 của em. Good. Đó chung vậy. Làm quen yêu đời lên thì là được đó. À vậy đi. Vậy đi đúng không? Đúng rồi. Rồi, nói chung á là ngày hôm nay anh em chia sẻ và ghi hình đến giờ giây phút này phải nói là cái câu chuyện có thể là cô chú anh chị cũng nắm hết được rồi. Đó, từ đầu và đến giữa thằng bài và đến kết bài. Đó, về cái vấn đề gọi là U40. U40. Chị thấm U40. Clip anh quên là quên clip. May quá chừng luôn cô chú anh chị ơi. Thì cuối cùng thì anh em cũng đã tìm gặp được Nhật ở trong nhà rồi cô chú anh chị. Thì nãy giờ cô chú anh chị và các bạn cũng đã nghe được cái lời chia sẻ của anh Nhật về câu chuyện của chị Thắm U40. Thì nói chung thì cũng rất là tội và rất là đáng thương cho chị của cô chú anh chị. Thì qua cái chương trình cũng như là qua cái lượt chia sẻ thật sự chân tình cũng tí xíu pha cái hài hước vui tươi thôi. Thì cũng mong rằng là quý ông bà, quý cô dì chú bác, quý anh chị trong cũng như ngoài nước khi mà xem được những cái thước phim này của anh Nhật thì mong rằng cô chú anh chị mình cũng hoan hỷ bỏ qua, thông cảm nha. Thì thực sự là thì mình cũng không biết như thế nào trong câu chuyện này nữa. Cũng thấy thì rất là tội cho chị Thắm U40 đó. Nhưng mà cái duyên, cái nợ thì mình không thể nào mà mình gượng ép được. Thứ nhất, thứ hai nữa là bên phía của anh Nhật cũng đang còn vướng bận cái về cái giấy tờ. Thì cô chú anh chị mình xem clip thì cũng đã nắm bắt cũng như là đã hiểu rõ được một phần nào đó về lý do tại sao mà anh Nhật trả lời như vậy. Rồi, thì bây giờ Hải cũng xin cảm ơn quý ông bà, quý cô dì chú bác, quý anh chị trong cũng như ngoài nước đã dành thời gian ra xem video clip này của Hải đến giờ phút này. Hiện tại thì bây giờ video cũng khá là dài rồi. Hải cũng xin phép được kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Những điều gì Hải muốn chia sẻ mà muốn cập nhật gửi đến cho ông bà mình thì nó đã có trong video rồi. Cô chú anh chị mình yêu quý và mến Hải thì hãy cho Hải xin một cái nút like, một lượt subscribe đăng ký kênh và nếu được thì cho Hải một lượt chia sẻ nữa. Hải chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất rất là nhiều. Kính chúc toàn thể cô chú anh chị và các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả và một đêm thật là ngon giấc. Có những thông tin nào mới Hải sẽ tiếp tục cập nhật và chia sẻ gửi đến cho quý ông bà, cô chú anh chị mình trên kênh YouTube Hải Rồng TV sẽ cường thiên cập nhật và gửi đến, không làm mất cái món ăn tinh thần của cô chú anh chị mình đâu nha. Thôi bây giờ thì xin chào cô chú anh chị mình, Hải sẽ về lại trên Sài Gòn, chắc chắn rằng là ngày hôm nay là sẽ về được rồi đó cô chú anh chị. Chào cô chú anh chị mình về Sài Gòn mấy hôm rài rồi á, mà coi như là cứ nói là về xong thì lại nghe cái thông tin khác, cứ tính về xong lại nghe thông tin khác, chần chừ đến ngày hôm nay khi mà cô chú anh chị mình xem được video clip này thì chắc chắn rằng Hải đã có mặt ở trên Sài Gòn rồi nha cô chú anh chị nha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại cả nhà mình, xin chào.